mình đang trên đường đi ra sân bay để đón một bạn tuyển dụng mới của Nam để chuẩn bị cho mùa chuyển nhượng năm 2023. Bởi vì là nhà bạn ấy không phải ở Sài Gòn nên là bạn ấy phải đi máy bay vào đây và mọi người hãy đón xem bạn ấy là ai nhé. Hay đây nhỉ? Nhưng mà kỹ năng được là có hồi kịp để anh ta thì có pha solo kill hay không đây. Sát thủ tử solo kill dành cho đứng giữa của Esports. Của ý kiến đó anh ta khá trâu, anh ta còn hồi máu, anh ta nằm xuống. Iki có mạng hồi máu lại, đến Iki là không đủ nhiều để ta sống sót sau vết tan đến từ Flycool. Và sau đó là một tiếng mà bên phía của Esports đang thường gọi một tiếng bằng chung. Flycool đang elite là một phương hồ. Double kill dành cho Flycool. Và đó có thể là triple kill dành cho giữa bên phía của Esports. Captain working at Subway, what the fuck happened? Annie and a push up bruh looking fantastic. Heard they're both fake man, chest full of plastic. Let's go. Hay là... À đây, bên này. Đây là phòng trên phòng làm việc của mình nhé. Hello. Anh đã set sẵn cho em một cái bàn này rồi nhá. Đây là bàn làm việc của em. Anh đang ngồi cạnh bạn Style tạm đi. Xong rồi vào mùa giải mình sẽ tính tiếp. Thì đây, anh đã chuẩn bị cho em mua một bộ gear của bên nhà tài trợ Logitech. Thì hôm trước em nhắn tin cho anh là em thích cái bộ này đấy. Dạ. Cái bộ Logitech với lại Liên Minh điện thoại này, Liên Minh tập này. Dạ. Ok, em bỏ qua cho anh. What is it? Welcome to GAM Esports. It's a pleasure to have you here for 2023. And I got something exciting for you. Not only is it our Worlds jersey, but we have the official Playtoon on the black. Let's go. Yee. Even though he says he lost it, David says he wants a threesome with two hot chicks. Kelly says she's down if he wants it, then he got it. This is all the shit I hear, man. Call it God.